Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như các bạn biết thì ở hiện tại, những chiếc điện thoại tầm trung, người cao cấp nó đang phổ cập rất là kín, hầu hết tất cả ngõ ngách. Chỉ từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 GQKS là người dùng chúng ta đều có thể mua cho mình một chiếc điện thoại. Tuy nhiên thì vẫn còn đó một cái thị trường được coi là thị trường ngách, đó chính là thị trường dành cho những người già. Đấy, thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chiếc điện thoại phải nói là rất là hot. Và trong hôm trước thì mình đã chia sẻ lên fanpage của mình thì nó đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Và đây chính là chiếc điện thoại dành cho người có tuổi. Đấy, đến từ thương hiệu Mastel X5 Fami. Trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau xăm soi xem cái sản phẩm này, một chiếc điện thoại dành cho người có tuổi, nó sẽ như thế nào nhá. Mình như đã chia sẻ ban đầu rồi thì chiếc điện thoại này sẽ hướng đến đối tượng là hoàn toàn mới. Vì thực tế ra đây chính là chiếc điện thoại đầu tiên hướng đến đối tượng này, dành cho người có tuổi. Và chính cái từ dành cho người có tuổi này thì nó đã để lại không ít tranh cãi, cho rằng là ai chả là người có tuổi đúng không? Đẻ ra là người có tuổi rồi, thế nào là người có tuổi? Đấy, thì mình cũng muốn xác nhận lại một lần nữa, đó chính là người có tuổi ở đây, đó chính là nói một cách khác, đó chính là người già ấy. Chúng ta sẽ có khá là nhiều màu sắc này, màu vàng này, màu đen, màu xám. Bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu đỏ. Nhìn như này thì các bạn sẽ thấy là rất giống một cái hộp quà đúng không? Và chính vì vậy thì mình thấy rằng nếu như các bạn muốn tìm mua cho phụ huynh hay là các ông bà của mình một cái phần quà ý nghĩa trong cái dịp Trung thu ấy, thì các bạn cũng có thể là mua chiếc điện thoại này, tại vì là nó sẽ có màu sắc màu đỏ, nó rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có dòng chữ Mastel ở đây. Mình sẽ mở ra luôn, tại vì mất quá nhiều thời gian để chúng ta nói về cái hộp này rồi. Úi dồi, đây thực ra mà nói thì mình đã mở hộp cái sản này rồi, nên là giấy tờ của nó hơi lộn xộn thôi. Chứ còn nếu như các bạn mua lần đầu về thì nó trở nên rất là ngăn nắp. Tiếp dưới thì chúng ta sẽ có một chiếc ốp silicone để các bác, các ông có thể là đeo vào bảo vệ cho cái thân chủ của mình. Chúng ta sẽ có cái sách giấy hướng dẫn sử dụng. Phía dưới thì chúng ta sẽ có cáp sạc, và cáp sạc đây sẽ là cáp sạc micro USB. Với mức giá chỉ vào khoảng là hơn 1 triệu thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn. Một chiếc tai nghe dành cho các cụ để các cụ có thể là cắm vào nghe nhạc. Nghe nhạc rồi thì nghe đài ấy rất là hay. Chúng ta sẽ có thêm một củ sạc, và củ sạc đầu ra nó sẽ là 5V và 1A các bạn nhé. 5V 1A tức là chúng ta sẽ có công suất đó chính là 5W thôi. Nên là hứa hẹn chúng ta sẽ có thời gian sạc tương đối là lâu. Rồi, và quay trở lại với nhân vật chính. Thì đây chính là chiếc Mastel X5. Thì nếu mà nhìn qua như này thì các bạn sẽ thấy rằng chiếc Mastel này nó thiết kế rất là chắc chắn đúng không? Đấy. Với tất cả các phím bấm này được hoàn thiện ở cái mức khá là tốt, hành trình phím khá là sâu và độ nảy rất là tốt. Chúng ta sẽ có giắc cắm tai nghe 3.50mm ở phía bên trên, cổng sạc micro USB. Chúng ta sẽ có phần cạnh trái là hoàn toàn giống trơn này. Mic thoại sẽ đẩy xuống bên dưới và loa ngoài sẽ đẩy về phía đằng sau. Và chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ gồ lên một chút. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta để xuống mặt bàn này thì chúng ta sẽ cũng sẽ có thêm một cái phần không gian để các âm thanh nó phát ra một cách dễ dàng. Phía ẩn chính giữa chúng ta sẽ có camera, và camera này là camera đơn các bạn nhé. Với mức giá chỉ rất rẻ nên là người dùng chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn. Chúng ta sẽ có đèn flash ở phía dưới. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng khay sim ở đâu đúng không? Khay sim ở đây này các bạn ạ. Đây là một chiếc điện thoại có thể bóc được lắp lưng. Đấy, dành cho các cụ mà, thì cũng không cần đề cao quá nhiều về phần yếu tố ngoại hình. Chúng ta sẽ có thể tháo được lắp lưng, từ đấy thì chúng ta có thể thay thế pin. Và dung lượng pin của chiếc điện thoại này nó ở cái mức rất tốt các bạn nhé, 3200 mAh. Và một chiếc điện thoại chỉ nói là cơ bản và được trang bị viên pin lớn như này thì chắc chắn các cụ, các ông, các bà sẽ có thời gian trải nghiệm rất là lâu. Rồi, và mình sẽ lắp sim và khởi động lại chiếc điện thoại này lên để chia sẻ đến các bạn về trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng. Đấy, các bác nếu mà dùng thì các bác sẽ bấm phím nguồn ở phía dưới này. Đấy, thì sau đấy thì chiếc điện thoại của chúng ta sẽ khởi động lên với dòng chữ Mastel Power by Android Go Edition. Chứng tỏ là chiếc điện thoại này sẽ được sử dụng cái phiên bản Android Go. Android Go chính là cái phiên bản mà rút gọn của Android thuần, nên là chúng ta sẽ có được cái sự mượt mà ổn định nhất trong cái cấu hình như này. Thì đây chính là giao diện của chiếc điện thoại này của chúng ta.
thì nó khác với phần đông những chiếc điện thoại các bạn đang sử dụng ở hiện tại, với giao diện rất là màu mè, trực quan, rất là kiểu rất nhiều ứng dụng nó bày ra màn hình ấy. Thì đối với một chiếc điện thoại dành cho người có tuổi, hay nói cách khác đó chính là người già ấy, thì tất cả những gì người già cần nó chính là cái sự đơn giản. Ví dụ như đây nhá, màn hình home, màn hình chính này, thì nó sẽ hiển thị về thông tin thời gian, ngày, rồi thời tiết đấy. Những cái thông tin này rất là thiết yếu đối với người già. Chúng ta sẽ có phần đọc báo đấy, các bác có muốn đọc báo các bác chỉ cần ấn vào phần đọc báo này thôi là chúng ta sẽ truy cập vào được mạng, rồi thì chúng ta sẽ đọc báo ở trong báo mới các bác nhá. Và để có thể là vào được wifi ấy, các bác kéo từ trên xuống dưới này thì sẽ có cái biểu tượng là cọc sóng wifi đầu tiên, thì các bác sẽ nhấn giữ vào cái biểu tượng cọc sóng wifi này nhé, nhấn giữ vào cọc sóng wifi, nó sẽ vào phần cài đặt wifi, thì các bác sẽ tìm đến cái wifi của nhà mình, các bác sẽ kết nối đến đấy. Thì chiếc điện thoại này của chúng ta đã kết nối wifi, bằng chứng ở đây thì chúng ta sẽ có biểu tượng wifi đây nhé. Bên cạnh này thì sẽ có biểu tượng cái sim và hỏi chấm, tức là chiếc điện thoại này chưa được lắp sim. Bên cạnh sẽ là biểu tượng về pin và thời gian ở đây. Bên cạnh đó, phía phần dưới này chúng ta sẽ có phần pin, đèn pin, để các bác nếu mà đi trong điều kiện thiếu sáng ấy, điều kiện tối ấy, thì các bác có thể bật đèn pin này lên đấy, rất là dễ. Tiếp theo các bác có thể gọi điện này, ấn vào phần gọi điện để gia trình các cái phím số để các bác có thể gọi. Và bên cạnh đó chính là danh bạ, các bác ấn vào phần danh bạ này để gọi. Tiếp theo là phần chụp ảnh, thì máy ảnh sẽ là thứ không quá là nổi bật trên sản phẩm này. Chúng ta sẽ có camera chính, độ phân giải sẽ là 8 megapixel, và may mắn thay là nó sẽ sử dụng cái giao diện thuần Google, chính vì vậy thì chúng ta cũng có cái tốc độ chụp nó tương đối là ổn. Các bác có thể là lưu trữ lại những cái khoảnh khắc của đời sống hàng ngày. Nói chung là nó ở cái mức là cơ bản, và đối với cái khoảng cách sử dụng của các bác thì cái ảnh chụp như này là cũng hoàn toàn là đủ dùng. Camera trước thì của chúng ta sẽ có độ phân giải lên tới là 5 megapixel, nói chung là cũng là một cái thông số tương đối là cơ bản, giúp cho các bác có thể là check in để có thể đăng lên mạng xã hội, khoe các con các cháu. Vuốt sang phần tay trái thì các bác sẽ có thêm phần giải trí về mạng xã hội, ví dụ như là mạng xã hội YouTube này, Facebook này, Zalo này, Messenger này, và các bác có thể xem ảnh, những cái ảnh mà đã chụp ở trong máy đấy, khoe con cháu, nhắn tin, nghe đài này thì là nghe đài trực tuyến chứ không phải là nghe đài đơn thuần là cắm dây như ngày xưa. Các bác sẽ có rất nhiều kênh đấy, kênh VOV1, VOV2, VOV3, với rất nhiều cái chương trình phù hợp với đa dạng lứa tuổi cũng như là sở thích của các bác. Tiếp theo nữa thì các bác sẽ có phần trò chơi, và các bác có thể là giải stress bằng những cái trò chơi như là cờ tướng, bắn trứng, bắn bóng hay là live 98. Tiếp theo, vuốt sang phần tay trái nữa thì chúng ta sẽ có phần duyệt web này, đồng hồ. Đồng hồ này thì sẽ có phần đồng hồ bấm giờ và đồng hồ báo thức cho các bác. Tiếp theo nữa là phần lịch, phần thời tiết và phần hỗ trợ. Và tiếp theo nữa là phần cài đặt. Cài đặt này thì các bác cũng chắc không cần phải cài đặt quá nhiều, tại vì mặc định chiếc điện thoại này cũng đã hướng đến đối tượng người có tuổi rồi, nó cũng tối giản hóa. Cái điều mà các bác sẽ rất quan tâm đó chính là phần sức khỏe này này. Đây chính là cái điểm cộng của sản phẩm này. Khi mà chiếc điện thoại này của chúng ta sẽ cập nhật những cái bệnh lý mà dành cho các bác có tuổi là thường xuyên bị nhất, như bệnh đau tim, bệnh tai biến, bệnh tiểu đường, bệnh thấp khớp, bệnh gút, bệnh cao huyết áp, suy gan và suy thận. Và khi mà các bác ấn vào ấy thì các bác sẽ xem được triệu chứng của bệnh này, và từ đó thì đưa ra chế độ ăn uống này làm sao cho nó phù hợp. Tiếp theo là có cả chế độ tập luyện ra làm sao để bệnh có thể là ngăn ngừa cái sự tái phát, cũng như là nó có thể là chữa được. Và bên cạnh đó thì sẽ có thể liệt kê luôn địa chỉ để khám chữa bệnh đấy, thì các bác có thể là tham khảo qua. Tập trung lại thì một chiếc điện thoại dành cho người có tuổi này thì nó sẽ là một cái điện thoại cơ bản thôi các bạn nhé. Màn hình này của chúng ta sẽ có kích thước là 5,45 inch, độ phân giải nó cũng ở cái mức rất là thấp, nên là đối với các bạn trẻ thì chắc chắn nó sẽ không phù hợp đâu. Cấu hình của sản phẩm này nó sẽ được trang bị con chip là Spectrum. Con chip này nó cũng khá là cổ rồi. Xung nhịp của nó cũng chỉ đạt là 1.3 GHz mà thôi. Đi kèm theo đó GPU nó cũng chỉ là Mali-T820 600 MHz.
Và điểm cộng của sản phẩm này đó chính là viên pin nó quá trời là trâu, nên là nó sẽ hướng đến đối tượng người già là hợp lý. Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phía phần mô tả để các bạn có thể trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.